Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Xin chào, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người phụ nữ giàu có và quyền lực bậc nhất Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc của hãng hàng không Vietjet Air. Hãy cùng bắt đầu luôn các bạn nhé. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nổi tiếng với vai trò là CEO hãng hàng không tư nhân Vietjet. Bà sinh ngày 7 tháng 6 năm 70 tại Hà Nội trong một gia đình giàu có và quyền lực. Năm 17 tuổi, bà đã may mắn có cơ hội được đi du học tại ngành kinh tế tài chính tại Moscow của Nga. Khi còn là sinh viên, bà Thảo đã luôn nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh bởi thành tích học tập xuất sắc của mình. Bà bắt đầu tập tành kinh doanh, tiến bước vào thương trường từ khi còn là cô sinh viên năm 2. Suốt quãng thời gian sinh viên tập tành kinh doanh, bà đã buôn bán đủ mọi thứ từ hàng nông sản cho đến máy móc, thiết bị điện tử ở các nước châu Á sang Đông Âu. Theo hãng tin Bloomberg, bà đã kiếm được 1 triệu USD đầu tiên vào năm 21 tuổi nhờ việc bán máy phách và nhựa cao su. Sau khi hoàn tất việc học của mình, bà đã quay trở về Việt Nam và góp vốn thành lập ngân hàng Techcombank, sau đó là VIB. Đây là hai ngân hàng trong số những ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Nổi tiếng trên truyền thông với vai trò là nữ CEO của Vietjet Air, nhưng ít ai biết được lĩnh vực chính của bà Thảo lại là lãnh đạo ngân hàng. Bà được đào tạo bài bản về ngành tài chính, tín dụng, ngân hàng kinh tế và trở thành tiến sĩ kinh tế vào năm 27 tuổi. Không chỉ rất giỏi mà bà Thảo còn cực kỳ chăm chỉ. Bà cho biết, đối với bà, việc kinh doanh bắt đầu lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ sáng hôm sau là điều rất bình thường. Còn nhân viên của bà thì kể rằng, phòng làm việc của Tổng Giám đốc thắp đèn đến 2-3 giờ sáng, kể cả những ngày nghỉ lễ là điều không có gì lạ. Bà Thảo nổi tiếng là một người đã làm là làm lớn, không thích làm cỏ con. Người ta khởi nghiệp với cửa hàng nhỏ hay cái xe bán hàng rong, còn bà mở hẳn một hãng hàng không. Nói về việc thành lập Vietjet, bà Thảo cho biết có muôn vàn khó khăn. Lúc đó, muốn có được giấy phép đầu tư của Vietjet vào năm 2007, bà Thảo đã phải mất tới 10 năm để nghiên cứu mô hình các hãng hàng không giá rẻ khác như Southwest, Ryan hay AirAsia. Nhưng khi bắt tay vào hoạt động thì lại gặp giá dầu lúc đó đang tăng cao, buộc kế hoạch phải hoãn lại. Đến năm 2010, Vietjet lại nhận được thỏa thuận liên doanh với AirAsia nhưng lại gặp vướng mắc khiến việc liên doanh không thành. Nhưng không từ bỏ giấc mơ của mình, bà Thảo đã tự mở hãng hàng không tư nhân lấy tên là Vietjet, định hướng phát triển theo mô hình máy bay giá rẻ với mục tiêu trở thành một Emirates của châu Á. Dưới bàn tay lãnh đạo tài tình của bà, Vietjet Air đã tăng trưởng thần tốc. Chỉ trong giai đoạn 2014 đến 2016, hãng bay này đã chiếm 29% thị phần. Thành tích đáng nể này chính là nhờ sức tăng trưởng của ngành giao thông vận tải và động lực từ kết quả kinh doanh của đối thủ Vietnam Airlines. Vào tháng 3 năm 2013, vợ chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã gây tiếng vang khi đặt mua 100 máy bay Airbus trị giá 9,1 tỷ USD. Đến ngày 23 tháng 5 năm 2016, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ký kết thỏa thuận mua máy bay 100 chiếc Boeing 737 Max 200 của tập đoàn Mỹ với tổng giá trị 11,3 tỷ USD. Những đơn hàng này có giá trị ngang ngửa giá trị của cả tập đoàn Vingroup ở cùng thời điểm. Có thể các bạn chưa biết, đề án ban đầu về Vietjet là một hãng hàng không 5 sao sang trọng và thượng lưu. Nhưng sau một lần đến thăm gia đình có công với cách mạng ở vùng cao dịp Tết, một bà mẹ đã hỏi bà Thảo rằng bao nhiêu tấn thóc để có thể mua được một chiếc vé máy bay để mế để dành, mế chỉ mong trước khi nhắm mắt được bước chân lên máy bay. Câu nói vô tình nhưng đã để lại rất nhiều dư âm trong suy nghĩ của những người kiến thiết đề án lúc bấy giờ. Vậy là bà Thảo đã quyết định chuyển sang mô hình nghiên cứu đại chúng, giá rẻ, dễ dàng tiếp cận với nhiều giấc mơ bay của những người dân có thu nhập thấp và trung bình. Vô hình chung, động thái này lại kéo theo sự phát triển của cả kinh tế, du lịch và đầu tư rất mạnh mẽ. Sau này bà Thảo chia sẻ, trước khi Vietjet tham gia thị trường, chỉ có 1% dân số được tiếp cận các phương tiện được cho là xa xỉ và chỉ dành cho người giàu như máy bay. Chúng tôi đã có quyết định rất đột phá là hướng tới những đối tượng chưa đi máy bay bao giờ,
thậm chí chưa biết chữ và chưa bao giờ bước chân ra khỏi làng quê của mình. Và nhờ đó một chiếc vé máy bay từ Bắc vào Nam bây giờ rẻ bằng nửa vé xe khách Bắc Nam, trong khi thời gian di chuyển thì nhanh hơn 15 lần. Forbes đã đánh giá rằng nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đã làm nên lịch sử ngành hàng không thế giới. Bà là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất khởi nghiệp điều hành một hãng hàng không thương mại lớn. Trong suốt 120 năm lịch sử của ngành hàng không, nữ phi công đã hiếm, nữ CEO của một hãng hàng không lại càng hiếm hơn. Ngay tại Việt Nam, một CEO thành công đã là khó, mà nữ CEO thành công trong nhiều lĩnh vực cùng một lúc thì lại càng là điều khó có thể kiếm được. Và cái tên Nguyễn Thị Phương Thảo lại nằm trong số hiếm có khó tìm đó. Với chiến lược kinh doanh khôn khéo, thông minh, bà Thảo đã đưa Vietjet từ một hãng hàng không nhỏ chỉ bay vài chặng nội địa khi mới ra mắt dần trở thành thương hiệu lớn. Đến tháng 10 năm 2019, hãng này đã thực hiện gần 400 chuyến bay mỗi ngày, vận chuyển hơn 90 triệu hành khách với 129 đường bay từ Việt Nam đến quốc tế. Hiện nay, hãng đã khai thác những đường bay quốc tế đến các quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Campuchia, v.v. Tính đến năm 2019, Vietjet đã chiếm hơn 40% thị phần nội địa, ghi nhận lãi kinh doanh ngay trong năm thứ hai. Năm 2018, Forbes chính thức vinh danh nữ doanh nhân của Vietjet trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới với vị trí thứ 44. Hiện nay bà Thảo vẫn là một trong những người giàu nhất Việt Nam. Tính đến cuối năm 2022, bà Thảo có 2,3 tỷ USD, đứng thứ hai chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng. Dù có xuất thân giàu có, nhưng tài năng và tinh thần chịu khó, dám nghĩ lớn của bà khiến tất cả chúng ta phải nể phục. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều doanh nhân dám làm và thành công như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.